Các bạn đang theo dõi tác phẩm Việt sử Tân Biên quyển 1, Thượng cổ và Trung cổ thời đại của tác giả Phạm Văn Sơn, thực hiện bởi ban biên tập trang web việt sử.org năm 2021. Chương 1 tiếp theo. Phần 5: Ngôn ngữ của người Việt. Trong đoạn kết luận bài Hán Việt văn tự đăng trong Nam Phong tháng 7 năm 1926, Phạm Quỳnh có trích một câu của Leon, cho như sau người ta cần phải biết ngôn ngữ của mình giàu là biết sơ lược để nói hay viết nhiều nhiều hậu mới có thể nghị luận phán đoán cho đích đáng và khỏi cái tật mơ hồ mà y sĩ Berlun gọi là Afroni, các bệnh hàm hồ không biết suy xét Ý kiến này rất đúng khiến ta liên tưởng đến chỗ ngôn ngữ của một dân tộc nghèo nàn hay phong phú là cái thước để đo trình độ tiến hóa của dân tộc ấy. Theo các nhà ngôn ngữ học, tuy chưa có sự đồng ý hẳn tiếng nói, ở miền Đông Nam Á Châu có thể chia ra hai loại lớn, tùy theo có hay là không lên giọng hay xuống giọng. A. À, một giọng Một là khơ môn Khmer, tức cao miên, hai là Malayo Polynesian, tức Mã Lai, Tràm. B. Nhiều giọng. Một là Tây Tạng, Miến Điện. Hai là Tàu. Ba là Miêu Tử. Bốn là Thái. Thái thì gồm có một là San, Xiêm, Lèo, Thái Trắng, Thái Đen, Thổ. Và hai là Việt, Mường. Theo bản kê trên đây ta thấy tiếng Việt thuộc loại tiếng Thái. Ông H. Maspero bảo rằng tiếng tàu đời xưa so với tiếng thái có nhiều chỗ giống nhau và phong tục của xã hội thái ngày nay mà hoặc đừng nhầm với Xiêm, nó ngoặc rất giống với phong tục xã hội tàu thời đời xưa giống kết luận các giống dân trên đất trung hoa đều do một chủng tộc mà ra chúng tôi không đồng ý xin nhớ lại bài nghị luận về gốc tích người việt nam ở trên sở dĩ có khác nhau là vì bộ lạc đồng bằng được sự sinh hoạt thuận tiện nên tiến hóa mau hơn bộ lạc sơn cước vì vậy ông chia ra các thứ tiếng nói miền Đông Nam Á Châu ra hai loại loại tàu Thái mở ngoặc group Sino Thái đóng ngoặc và loại Tây Tạng Miến Điện mở ngoặc group Tibeto Burman đóng ngoặc trái lại ông Brzuluski chia ra bốn loại tàu Tây Tạng Miến Điện Thái và Miêu Tử theo chúng tôi, hai dân ở gần nhau thế nào cũng mượn tiếng nói của nhau nếu có tiếng nào họ thiếu. Ở gần bao nhiêu thì chữ mượn càng nhiều chừng ấy. Nhưng giàu thế nào đi nữa nếu cách giáp câu, tức là cú pháp, có khác nhau trong hai thứ tiếng thì nó phải vẫn khác nhau luôn. Tiếng một, tức là vocabulary, có thể biến đổi chứ cú pháp vẫn y nguyên. Vậy cú pháp là cái đặc biệt, là cái gốc của tiếng nói. So cú pháp của tàu với của thái ta thấy không giống nhau có giống hán tộc và thái đời thái cổ ở gần nhau nhưng không là một giống điều nên để ý nữa là tiếng việt rất giống với tiếng thái chẳng những về tiếng một hoặc vocabulary hoặc mà cả về cú pháp nữa cho nên cũng có thể nói rằng đời thượng cổ tổ tiên người việt nam ở cận hán tộc trong sách xưa của tàu chỉ nói đến việt mà không thấy nói đến người thái ông Lê Trí Thiệp cho rằng có lẽ tiếng Thái là một chi nhánh của tiếng Việt chứ không như sự thường xếp đặt của các nhà ngôn ngữ học. Vậy theo cú pháp, chúng tôi chia các tiếng nói trên đất Trung Hoa ra bốn loại sau này. Một, loại tiếng Việt, cú pháp xuôi, chữ phụ nghĩa đứng sau, chữ được phụ nghĩa, người thổ, thuộc tức Quảng Đông, Quảng Tây, nùng, trung cha, tức Quảng Tây và Quý Châu, trương, dây, mường, đều nói tiếng loại này. 2. Loại tiếng Tàu, cú pháp ngược. 3. Tiếng miêu tử, cú pháp nửa Việt nửa Tàu hay nói đúng hơn. Giống Tàu chỉ ở chỗ danh từ, phụ nghĩa đứng trước danh từ được phụ nghĩa. Người mèo mán, tức là miêu mán, nói tiếng loại này. 4. Loại tiếng lô, lô cái, đặc biệt của cú pháp tiếng này là động từ. Đứng sau túc tử Tỷ dụ tôi hoa hái Nghĩa là tôi hái hoa Đáng để ý điều này Ta thấy tiếng miêu tử Tuy khác với tiếng Tàu và tiếng Việt Nhưng cũng có chỗ giống Do đó có thể coi là tiếng trung gian Điều đó chỉ rằng dân miêu và mán Ở giữa một bên người Tàu Một bên người Việt Ngoài ra thổ dân ở Quảng Đông Quảng Tây là dân dã Đến ở cố cựu đất ấy xin lỗi là dân đã đến ở cố cựu đất ấy trước người Tàu đều nói một thứ tiếng loại tiếng Việt. Đây là một dịp để ta quyết định thêm một lần nữa rằng tổ tiên của người Việt Nam nguyên thủy ở lưu vực sông Dương Tử không phải là dân Miêu và Mán. Ngoài ra còn thêm một điều đáng chú ý nữa. Tám dân tộc Đông Nam Á Châu, tức Tây Tạng, Mèo, Mán, Lô Lô, Thái, Tàu, Việt Nam, Sư sì Tiên, nói, ngọc, nói tiếng độc âm, tuy một đôi khi có phức âm làm thành một hình tam giác mà ba góc chót là phía Tây, Tây Tạng, Vịnh Petchili và Vịnh Siêm Trung tâm điểm của hình tam giác ngữ ngôn đó là vùng Quý Châu, chỗ tụ họp của các con sông lớn ở châu Á, Hoàng Hà, Dương Tử, Tây Giang, Hồng Hà, Cửu Long, Menem, Saloen, Irau, và Brahmaporti. Các con sông ấy là lối giao thông thiên nhiên giúp các dân cổ thời tản mát đi các nơi theo nhu cầu sinh sống. Dân tộc của chúng ta vì điều kiện địa dư và lịch sử vì lẽ sống còn nữa đã chung sống và tranh sống với họ. Ngoài các dân tộc lục địa Đông Nam Á Châu, ta còn có phen xúc tiếp với các dân tộc miền biển nói tiếng Úc Á, Nhật, Mã Lai, Tràm, Miên, Môn, vân vân Tiếng nói của chúng ta vì thế có lẫn tiếng của các dân tộc đó là lẽ tất nhiên cũng như tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Mượn của nhau bên kia châu Á. Trạng thái này xét ra không thể tránh được, dầu xa tiếng nói của chúng ta, bỏ những tiếng Mượn, tiếng Lẫn vẫn là một thứ tiếng riêng. Cũng nhân đây ta để kết rằng, một dân tộc có tiếng riêng để diễn tả tư tưởng tâm tình là một dân tộc riêng biệt. So với tiếng Tàu, ta thấy tiếng Việt có những ưu điểm mà tiếng Tàu không có tỷ dụ tiếng tàu phương bắc tức thuộc đồng bằng sông Hoàng Hà không có thinh nhập mà hoặc theo souvenir trong cuốn original the Lang language anamid nó hoặc nghĩa là không có những tiếng cuối sau là c ch p t tiếng tàu miền nam có đủ tứ thinh nhưng không giọng ngã của tiếng Việt Nam vậy là chỉ có người Việt thuộc đồng bằng sông Nhị mới có đủ 8 giọng sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, bằng nhập và nặng nhập của tiếng Việt Nam. Người ta cho rằng đây là ảnh hưởng sâu xa của phong thổ núi sông nên mới có những đặc điểm ấy. Ngay trong tiếng Việt với người Việt từ Bắc vào Nam cũng thấy nảy nở ra đặc điểm kể trên nên mới có giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, giọng Nghệ, vân vân. Tiếng Nam Việt đồng bằng sông Cửu Long không có giọng ngã giọng ngã thành giọng hỏi nhân đây chúng tôi cần nêu ra một nhận xét của các nhà nhân chủng học là tiếng mường tương tự tiếng việt điều này khiến ta càng tin thêm rằng người mường có lẽ là người việt cổ xưa thuộc chi nhánh di cư lên các miền sơn cước như trên đã nói họ không bị ảnh hưởng của các nền văn hóa ngoại lai nên giữ được đầy đủ cá tính lạc việt tiếng nghệ an hà tĩnh quảng bình huế thành ra một giọng khác giọng bắc giọng nam do ngã đọc ra nặng tỷ dụ như tiếng chữ giữa mấy vùng này đọc ra chữ trự, chữa giọng ngã cũng cũng còn đọc ra huyền như cũng cột thành cùng dẫu thành dầu đã thành đà nghĩa thành nghĩa vân vân rồi trải qua nhiều cuộc thăng trầm do sự sâu sát với hán tộc nhất là từ đầu thiên chúa kỷ nguyên sự trung động việt hán khăng khít hơn bao giờ hết Tiếng Việt có dịp mượn tiếng Hán rất nhiều, vừa theo lối Hán hóa, vừa theo lối bình dân, phát âm theo giọng thiên nhiên của người Việt, thành ra hai thứ tiếng, Hán Việt và tiếng Nôm. Tiếng Việt lẫn tiếng Hán hay mượn chữ Hán chỉ khác ở chỗ đọc lệch ra một chút. Ví dụ, chữ Việt là chúa thì chữ Hán là chủ, chữ Việt là xe thì chữ Hán là xa, chữ Việt là thua thì chữ Hán là thâu, chữ Việt là lúa thì chữ Hán là lử chữ viết là lừa thì chữ hán là lư chữ viết là lìa thì chữ hán là ly chữ việt là họp thì chữ hán là hợp tiếng việt lại có nhiều tiếng phát âm theo tàu trong ngôn ngữ cũng như trong văn tự đại khái cổ thứ nhất là tiếng hán việt cổ thứ hai là tiếng quan thoại và cổ thứ ba là tiếng quảng đông trung hoa trung hoa trung vá khai hóa khai hoa hoi pha thiên thiên thiêu hai hai hoi có khi có cả một câu tiếng hán nhập vào tiếng việt hoặc phiên âm lệch đi ít chút như sau thỉnh tướng công sát chi xin tướng công xét cho Bốn chữ trên ở đây trong câu tiếng Hán giống hẳn bốn chữ trong tiếng ta. Chữ thứ năm tất nhiên cũng giống nốt, duy chữ chi, Hán tự đã việt hóa ra chữ cho, tiếng nôm. Câu vạn sự như ý, vạn theo giọng Quảng Đông là màn, biến thành chữ mọi vì chịu ảnh hưởng của chữ mỗi man. Thành ra mọi cũng như man là người mán, thành ra chữ mọi, tức là người mọi có tiếng quảng đông và tiếng việt đọc ra gần giống nhau hay thành ra việt ví dụ kê của quảng đông thì thành kia của việt chế của quảng đông thành chứ của việt pa của quảng đông thành mà của việt lại có sự tương tự cho cách xếp câu đặt câu và cách dùng tiếng đôi nữa chẳng hạn tiếng bắc kinh nói pa pa là ba má mà thì là má mẹ cớ cơ, cơ thì là anh chia 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 thì là chị thí ti thì là em dai mày mày thì là em gái khán khan thì là xem xiêng xiềng thì là xưởng xì xí thì là rửa tay rửa tẩy xía xìa thì là đa tạ 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 vắn thì là hỏi vấn vấn xỉnh sinh thì là mời Hai tiếng lặp lại như thế tuy nói khác nhưng viết cũng một chữ Cách dùng tiếng đôi cũng hay lặp lại và bốn tiếng đi liền nhau, tiếng Bắc Kinh, ví dụ: nam nữ thành nam nam nữ nữ, tử tôn thành tử tử tôn tôn, văn vũ thành văn văn vũ vũ, minh bạch thành minh minh bạch bạch. Tiếng Việt cũng thế và có vẻ phong phú hơn hoặc nói như người Bắc Kinh lặp lại từng chữ một. Anh anh thành anh em thành anh anh em em, mẹ con thành mẹ mẹ con con, vợ chồng thành vợ vợ chồng chồng hoặc lặp luôn hai chữ một lúc rồi đổi giọng tiếng sau đi. Buồn thiêu thì thành buồn thiểu buồn thiêu, buồn dầu thì thành buồn dầu buồn dĩ, ấp úng thành ấp a ấp úng, lê thê thành lê thê lê thách. Tác giả cuốn Les Origins de la Language Anamit L.E.S. lại cho rằng có cả tiếng Mã Lai, tiếng Dioi, tiếng Tây trong tiếng Việt. Ví dụ, thứ nhất là tiếng Việt, có thứ hai là tiếng Dioi, thứ thứ ba là tiếng Tài. Cưỡi Cơi Quê Khuy Kim Kim Khem Cai Cai Cà Ừ Eo Ơ Oh, hat, hat, hat. Jam, jam, hat. Chưng, choang, hat. Eat, eat at, hat. Ông Kari Himli là nhà bác học Đức hồi năm 1886 cho rằng tiếng Việt có họ hàng với tiếng Môn là một xứ ở Tây Bắc nước Thái Lan tên gọi là Pejo. Ông Henry Maspero so sánh tiếng Việt với tiếng Thái, tức tiếng Thổ, Lào, Siêm. Thấy bộ não của tiếng Việt cũng có pha ít nhiều chữ gốc của tiếng Thái. Cung bực của tiếng ta lại giống hệt của tiếng Thái đến cả chi tiết và âm thanh. Lại thêm nhiều chữ Việt mượn của Thái nhưng đến nay vẫn chưa ai dám quyết đoán tiếng việt đồng tông đồng loại với tiếng thái như trên chúng tôi đã nói chạm và hòa hợp với tiếng thái chiêm lạp tiếng việt lại thêm một dịp chịu ảnh hưởng của thổ dân cùng khí hậu hai sư đó nên tiếng việt chạy ra thành thêm tiếng nam việt do vậy mà tiếng việt được thêm nhiều từ ngữ càng trở nên thêm phong phú tiếng nam việt được âm của tiếng ấn độ âu và âm v vi của người chàm. Có điều ta không rõ vì lẽ nào người Bắc phân biệt được giọng ngã và hỏi lại phân biệt được cả âm ớ và á và những âm âm rốt C với T, N với ng. Người Nam Việt phân biệt được S với X, còn giọng ngã với hỏi lại đọc với á và ớ. Ngoài ra tiếng Việt có thể lẫn một số tiếng của Mông Cổ, Thái, Nùng, Lèo, Xiêm vân vân. Cho tới sau này có cả tiếng Anh, Pháp nữa từ khi trào lưu thực dân Tây Phương tràn qua bán đảo của chúng ta. Nhưng ta phải nhận rằng sự hiện diện của tiếng Tàu trong tiếng Việt mạnh hơn cả. Vì trong ngôn ngữ và văn tự của người trí thức Việt Nam ngày nay có rất nhiều tiếng Hán. Nó đã bắt nguồn từ một, ở sự sống chung đụng với các thực dân Bắc Phương. Hai, ở sự học hỏi chữ Hán và áp dụng chữ Hán trong đời sống tinh thần của dân tộc luôn trong khoảng ngót 20 thế kỷ nay, nhất là qua các khu vực của các tôn giáo khổng, lão, Phật. Cũng có thể nói thêm rằng chữ Tàu là thứ tiếng tử văn của dân Viễn Đông. Nếu người Tàu tỉnh Quảng Đông phát âm thành tiếng Quảng Đông, người Triều Châu, Thượng Hải, Cao Ly, Việt Nam phát âm, thì thành riêng của họ như như là tiếng Hán Việt là chữ Tàu đọc theo giọng Việt rồi chữ tàu dầu thêm bao nhiêu tiếng việt xin lỗi rồi chữ tàu dầu thêm bao nhiêu tiếng việt giàu thêm bấy nhiêu qua tới thế kỷ thứ 13, dưới đời nhà trần người việt giàu tinh thần độc lập đã sáng lập ra chữ nôm để giảm bớt ảnh hưởng của người hán nó đã làm tổn thương một phần nào lòng tự ái của dân tộc lạc việt ngoài ra học thầy tàu lại phát âm theo giọng nước mình có lẽ cũng do tinh thần quốc gia thuần túy như vậy ở địa điểm ngôn ngữ văn tự thêm một lần nữa ta thấy óc tranh đấu tự tôn và tự sỉ của giống nòi chúng ta nói về đại thể tiếng việt là tiếng độc âm nhưng trong câu nói hàng ngày nhất là trong văn chương ta thường thấy có nhiều tiếng đôi hay tiếng đệm để hài hòa các thanh cho dễ nghe dễ đọc cho mạnh hay rõ thêm ý tiếng việt được nhận có nhiều nhạc điệu và dễ làm thi ca là nhờ ở lối trùng điệp tức là lắp âm đầu, tức là điệp âm, vần chót, tức điệp vận, hoặc cả giọng của tiếng chính, tức là điệp thanh. Theo ông Lê Ngọc Trụ trong bài lược khả về nguồn gốc tiếng Việt Nam in trong tập Nguyệt San của Hội Khuyến học Nam Kỳ, tháng riêng năm 1943, tiếng đôi có ba loại, một khi hai tiếng đều có nghĩa, hai khi mỗi tiếng đều có nghĩa trong hai tiếng, ba khi cả hai đều không có nghĩa. Trong tiếng đôi, tiếng không nghĩa gọi là tiếng đệm dùng lót vào để biến nghĩa của tiếng tránh vì không có nghĩa riêng nó phải tùy tiếng tránh hoặc tiếng đầu nếu hai tiếng không nghĩa mà thành bổng ra bổng, trầm ra trầm. Cho nên trong ba loại đó, loại thứ nhì và loại thứ ba hợp họp với một tiếng đệm giữ đúng luật thuận thanh âm nghĩa là theo luật bổng trầm. Loại thứ nhất vì hai tiếng đều giữ nghĩa riêng của nó nên không đưa đẩy theo thuận thanh âm và như vậy không theo luật bổng trầm. Số tiếng đôi họp với tiếng đệm chia ra làm một Loại bình nhập khi một tiếng ở thanh bình, một tiếng ở thanh nhập, hai tiếng này cho được đi chung, phải theo bốn điều kiện. Một là đồng một âm khởi đầu, hai là đồng một vận giữa, ba là chữ cuối ở thanh bình, hễ là tị âm, mờ, nhờ, ngờ, nờ. Thì chữ cuối ở thanh nhập phải là tắc âm đối chiếu, tức là pa cha cờ, ta thứ tư là độc một âm dai ví dụ nương nướp thinh thích chồng chọc chon chót nườm nượp thình thịch chồng chọc tròn trọt loại thứ hai là loại họp với một tiếng vần y e tờ hoặc i e tờ Nhờ bảng trên, ta thấy bộ N, T đọc dài hơn các bộ khác nên vần I, E, C, hoặc I, E, T chỉ đi chung với những tiếng chính có chữ cuối là N hoặc T. Các tiếng chính mà chữ cuối không phải là N hoặc T thì đi chung với vần I, E, C, hoặc I, E, T. Cả thầy đều giữ đúng bổng, trầm. Ví dụ như trí, chiếc, công, kiếc, mài miệng sắt, siết, chày, triệt, ngày, nghiệt, nên, mết, kim, kiết Ít dùng trong văn chương vần ia cờ hoặc ia tờ luôn luôn ở sau tiếng, chứng, tiếng chính loại thứ ba là trái lại vần ấp luôn luôn ở trong tiếng chính Thí dụ bổng thì là lấp lửng, thấp thoáng, ấp úng nhấp nhô trầm thì là bập bành gập gành khấp khảnh chập chừng nên nhớ vần ấp luôn luôn đi với ớ và đi chung với một tiếng có ngờ hoặc nhờ loại thứ tư là loại tiếng đôi khác không phải là bộ bình nhập bình nhập đứng trước hoặc sau tiếng chính tiếng đệm ở loại này đầu âm rốt là một nguyên âm ví như a e a, e i vân vân một bán nguyên âm tức ao ai ao eo eu vân hoặc một tị âm tức m n ng nh hay đầu là điệp âm điệp vận hoặc điệp thanh bao giờ cũng tùy tính chính mà giữ đúng luật bổng trầm thí dụ bổng thì là bằng bằng mong manh hay ho bằng hỏi là mê mẩn thơ thần bằng sắc thì là may mắn lo lắng hỏi hỏi như mỏng mảnh tỉ mỉ hỏi bằng như nở nang, hẳn hoi, hỏi sắc, như giỏi rắn, khỏe khoắn, sắc sắc, như đứng đắn, xuất sáng, sắc bằng, như sốn sang, líu lo, sắc hỏi, như ngớ ngẩn, sấp xỉ, trầm, huyền huyền, như lờ đờ, đi đùng, huyền ngã, như gần gũi, thờ thẫn, huyền nặng, như đều đặn, hoàn ngoại ngã ngã như lững thững mỡ ngỡ ngã huyền như vững vàng bão bùng ngã nặng như nhã nhặn chững chạc nặng nặng như cặm cụi tiện tặn nặng huyền như nhẹ nhàng vội vàng nặng ngã như lạnh lẽo mạnh mẽ ngoài các tiếng đôi lại còn tiếng kép 3 hay bốn chữ hoặc lắp lại cũng vẫn do ý làm cho mạnh nghĩa hơn chữ kép tỷ dụ sạch sành xanh tí tì ti long sành sạch lừ đừ vất vưởng núc ních ngặt nghẽo thành ra lừ đà lừ đừ vất va vất vưởng núc na núc ních đều đều đà đều đợt, đợt ngặt ngà ngặt nghẹo lủng ca lủng củng vân vân thường dùng làm hình dung từ hay trạng từ nam nữ thành nam nam nữ nữ tử tôn thành tử tử tôn tôn minh bạch thành minh minh bạch bạch anh em thành anh anh em em, mẹ con thành mẹ mẹ con con, vợ chồng thành vợ vợ chồng chồng. Để kết luận, ta có thể nói rằng tiếng Việt Nam là một thứ tiếng riêng biệt cũng như chủng tộc Việt Nam là một chủng tộc đặc biệt đối với các chủng tộc khác. Sự pha trộn về mặt sinh lý và văn hóa không thể là chuyện làm mờ được cái bản sắc, cái cá tính của nó. Sự pha trộn này là một sự kiện tất nhiên giữa các cá nhân, các quốc gia, các dân tộc mỗi ngày một mật thiết do sự tiến triển không ngừng của nhân loại trong năm châu bốn biển từ thượng cổ thời đại đến ngày nay. Tiếng nói của chúng ta bây giờ có thể nói là phong phú do sự xúc tiếp với nhiều dân tộc Âu Á nên ứng dụng được vào khắp mọi lĩnh vực văn hóa khoa học chính trị, nhất là về sau này. Nhưng các người có nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia nếu chịu hết lòng xúc tiến và trau dồi thêm tiếng nói nước nhà thì ngôn ngữ và văn tự Việt Nam ắt còn đi xa hơn nữa. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của tác phẩm Việt Sử Tân Biên, tác giả Phạm Văn Sơn, thực hiện ban biên tập trang web việt sử .org năm 2021.